Gà mà nấu cà ri kiểu này ngon hơn gà rang cả tỷ lần. Các bác thử đi, thử là nghiện liền. Chả biết món này gọi là cà ri gà hay gà cà ri nữa. Thấy mỗi người gọi một kiểu. Thôi tôi cứ gọi là cà ri gà nha. Gà các bác chọn gà ta, loại gà mái đẻ một lứa rồi á. Thịt dai vừa phải, không mềm quá cũng không dai quá mà vẫn ngọt thịt. Mua về mình chắc muối lên da gà cho nó sạch. Rồi các bác rửa lại với nước và chặt nhỏ ra. Hôm nay tôi mới sắm được em dao để chặt gà đây. Chặt ngon đáo để. Các bác chặt gà miếng vừa ăn hoặc là to to một chút, đừng có chặt nhỏ quá. Bộ môn chặt gà này các cụ hay có câu là dao sắc không bằng gắt lê. Nhưng mà đấy là các cụ nói thế. Cho tôi mà ra tay á, dao không sắc là thôi. Kê có chắc bằng không thôi, chịu đấy. Chắc kê nhưng mà dao phải sắc nữa thì mới chặt được. Chặt gà xong rồi, các bác cứ cho vào một cái tô lớn để tí nữa mình chuẩn nước gia vị. Trước tiên các bác xay hạt giã cho tôi một ít hành tỏi để bác lấy nước. Bác nào mà không thích lít kích xay giã thì có thể dùng bột hành, bột tỏi thay thế. Món cà ri gà này nếu như không nhầm thì nó là xuất phát từ Ấn Độ. Và cách nấu này có lẽ là các bạn miền Nam sẽ quen thuộc hơn miền Bắc. Trong video này tôi có điều chỉnh gia vị để hợp với khẩu vị miền Bắc hơn, nhưng mà vẫn giữ được vị đặc trưng của món cà ri gà này. Ngoài nước hành tỏi vắt vào đây, tôi dùng 3g bột cà ri, 1 thìa hạt nêm, 1 thìa muối, nửa thìa bột ngọt, 1 thìa cà phê sa tế. Tôi không ăn được nhiều cay nên là cho ít sa tế, các bác có thể tăng giảm nha. Thêm vào đó 20ml sữa tươi không đường, ướp sữa tươi vào gà sẽ thơm và mềm hơn. Mình ướp gà khoảng 30 phút đến 1 tiếng cho gà ngấm gia vị. Trong khi ướp gà mình chuẩn bị đồ để nấu cùng. Các bác chuẩn bị cho tôi một bát nước muối để gọt khoai xong rồi mình thả vào đấy luôn cho khoai đỡ thơm. Cà ri gà hôm nay của tôi dùng khoai lang, mình gọt vỏ rồi cắt khúc ra. Ngoài khoai lang ra tôi thấy một số bác còn dùng quả sa kê, thậm chí nhiều bác còn nấu với cả sầu riêng sống nữa. Tôi chưa được ăn thử cả hai cách nấu đó nên là không biết nấu với loại nào mới ngon nhất đâu. Khoai các bác cắt khúc như tôi hoặc là chia nhỏ ra một chút nữa cho vừa miếng nhé. Xong khoai rồi, giờ đến lượt hành tây. Hành tây mình cũng phải một rau ra. Chưa bao giờ tôi nghĩ gà lại nấu với hành tây đâu, mà món này cho hành tây vào nó lại hợp với tài chứ. Các bác dùng cho tôi 3 củ sả, mình cắt khúc đập đập, xí nữa cho vào nấu cùng cho nó thơm. Sơ chế xong nguyên liệu rồi mình bắt đầu chế biến nha các bác. Trước tiên các bác cho vào nồi cho tôi một chút dầu ăn, mình cho sả vào, rang cho sả thơm lên, rồi cho hành tỏi băm vào. Các bác tiếp tục phi hành tỏi vàng lên, rồi cho lá cà ri hay còn gọi là lá nguyệt quế vào. Thêm một thìa bột cà ri, các bác rang cho ra với phần hương lên, rồi đổ gà vào, xào săn lên để cho nước vào. Phần nước các bác cho nhiều một chút, cho ngập gà luôn. Món này dùng nước để chấm bánh mì ngon cực, nên là các bác cứ cho nhiều nhiều nước một chút. Mình đun sôi lên rồi vặn nhỏ lửa lại, đun tiếp cho gà mềm. Trong quá trình đun, nếu như gà có bọt, các bác hớt bọt đi. Trong khi chờ gà mềm, mình sẽ vớt khoai ra cho ráo nước và chiên sơ khoai. Việc chiên khoai giúp khi nấu khoai cùng gà, khoai sẽ chín mềm nhưng mà không bị vỡ vụn ra. Các bác chiên cho mặt khoai xe xe như tôi là được này, không cần chiên khoai chín đâu. Chiên khoai xong rồi, các bác vớt ra, chờ gà chín thì cho vào. Món này có thêm một chút nước cốt dừa và sữa đặc, cho nước sốt thơm thơm, béo béo và hơi ngọt ngọt. Miền Bắc khi nấu, mọi người không hay thêm nước cốt dừa, nhưng mà món này các bác cứ thử cho vào một lần đi, ngon lắm luôn. Gà chín rồi, các bác vớt hết sắc xả ra rồi cho nước cốt dừa và sữa đặc lúc nãy pha vào. Tiếp đó các bác cho khoai chiên vào, đun cho khoai chín mềm như ý thì mình cho hành tây vào. Đun sôi thêm khoảng 3 phút nữa, hành tây chín là xong rồi. Cà ri gà ăn với cơm, chấm cùng bánh mì hay là ăn bún đều rất là ngon. Thịt gà mềm, cay cay, hòa quyện với khoai lang bùi bùi, nước sốt thì béo béo, thơm thơm, cực kỳ đưa miệng luôn. Các bác cũng thử thay đổi món một lần đi, biết đâu lại nghiện đấy.